Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin Tức Hàng Ngày. Và sau đây là tin thay đổi luật sư mới có lợi gì cho nghệ sĩ Minh Béo. Theo tiết lộ của Dũng Thailo, luật sư mới biện hộ cho Minh Béo Kosama Moto đã xin chánh án đổi ngày thương lượng sang ngày 27 tháng 5 năm 2016. Ngày sơ thẩm vẫn là ngày 10 tháng 6 năm 2016. Vụ việc Minh Béo bị bắt giam tại Mỹ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng tại Việt Nam. Hôm nay, ngày 13 tháng 5, theo dự kiến sẽ diễn ra phiên điều trần thứ hai về vụ việc của Minh Béo. Chồng của ca sĩ Thu Phương và hiện đang sinh sống ở Mỹ, Dũng Thailo cũng rất quan tâm tới vụ việc của Minh Béo. Hôm nay, chồng của Thu Phương cũng đã có mặt tại nơi diễn ra phiên tòa thương lượng của Minh Béo. Anh đã cập nhật tường tận diễn biến tại tòa, chia sẻ với mọi người. Theo tiết lộ của Dũng Thailo, luật sư mới biện hộ cho Minh Béo, Kosama Moto đã xin chánh án đổi ngày thương lượng ngày 27 tháng 5 năm 2016. Ngày sơ thẩm vẫn là ngày 10 tháng 6 năm 2016. Lý do đổi luật sư vì gia đình bị rất nhiều áp lực theo luật sư Đỗ Phụ và ông xác nhận số tiền thù lao của luật sư mới là 200.000 USD. Theo cậu họ của Minh Béo thì lý do đổi luật sư vì luật sư Đỗ Phụ là người tranh đấu nhân quyền. Ông khẳng định luật sư mới sẽ tốt cho Minh Béo. Đang là một diễn viên MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Thế nhưng trong chuyến lưu diện tại Mỹ, hồi cuối tháng 3, Minh Béo đã vướng vào vòng lao lý tại xứ người khi bị cảnh sát bắt giam với 3 tội danh liên quan tới dâm ô trẻ em. Trong thời gian điều tra chờ ngày ra tòa, Minh Béo bị giam giữ tại nhà tù Telassi, quận Cam. Theo chia sẻ của cán bộ tòa lãnh sự quán Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với Minh Béo tại nhà tù, Chánh Hà cho biết điều kiện trong trại giam ổn, các bác sĩ đến khám sức khỏe, được ăn uống đầy đủ, không bị đánh đập gì. Sau những ngày bị tạm giam tại nhà tù Telassi, 10 giờ sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương, Minh Béo đã được đưa tới phiên luận tội tại nhà tù trung tâm quận Cam, bang California, Mỹ. Kết thúc phiên luận tội đầu tiên, chánh án giữ nguyên số tiền tại ngoại là 1 triệu USD và Minh Béo bác bỏ mọi cáo buộc về mình. Trong lần này, luật sư đại diện cho Minh Béo là văn phòng luật sư Đỗ Phụ. Theo dự kiến, hôm nay ngày 13 tháng 3 là ngày sẽ diễn ra phiên điều trần thứ hai của Minh Béo. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất vừa cập nhật được, trước giờ diễn ra phiên điều trần thứ hai là Minh Béo sẽ thay đổi luật sư bào chữa cho mình. Thay vì là văn phòng luật sư Đỗ Phụ như trước đây, thì thời gian tới người được cho là sẽ bào chữa cho Minh Béo là một người Mỹ gốc Nhật tên là Bisa Mamoto. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Vị luật sư Đỗ Phụ là người tranh đấu nhân quyền. Ông khẳng định luật sư mới sẽ tốt cho Minh Béo. Đang là một diễn viên MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Thế nhưng trong chuyến lưu diện tại Mỹ, hồi cuối tháng 3, Minh Béo đã vướng vào vòng lao lý tại xứ người khi bị cảnh sát bắt giam với 3 tội danh liên quan tới dâm ô trẻ em. Trong thời gian điều tra chờ ngày ra tòa, Minh Béo bị giam giữ tại nhà tù Telassi, quận Cam. Theo chia sẻ, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin Tức Hàng Ngày. Và sau đây là tin thay đổi luật sư mới có lợi gì cho nghệ sĩ Minh Béo. Theo tiết lộ của Dũng Thailo, luật sư mới biện hộ cho Minh Béo Kosama Moto đã xin chánh án đổi ngày thương lượng sang ngày 27 tháng 5 năm 2016. Ngày sơ thẩm vẫn là ngày 10 tháng 6 năm 2016. Vụ việc Minh Béo bị bắt giam tại Mỹ đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng tại Việt Nam. Hôm nay, ngày 13 tháng 5, theo dự kiến sẽ diễn ra phiên điều trần thứ hai về vụ việc của Minh Béo. Chồng của ca sĩ Thu Phương và hiện đang sinh sống ở Mỹ, Dũng Thailo cũng rất quan tâm tới vụ việc của Minh Béo. Hôm nay, chồng của Thu Phương cũng đã có mặt tại nơi diễn ra phiên tòa thương lượng của Minh Béo. Anh đã cập nhật tường tận diễn biến tại tòa, chia sẻ với mọi người. Theo tiết lộ của Dũng Thailo, luật sư mới biện hộ cho Minh Béo, Kosama Moto đã xin chánh án đổi ngày thương lượng ngày 27 tháng 5 năm 2016. Ngày sơ thẩm vẫn là ngày 10 tháng 6 năm 2016. Lý do đổi luật sư vì gia đình bị rất nhiều áp lực theo luật sư Đỗ Phụ và ông xác nhận số tiền thù lao của luật sư mới là 200.000 USD. Theo cậu họ của Minh Béo thì lý do đổi luật sư vì của cán bộ tòa lãnh sự quán Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với Minh Béo tại nhà tù. Chánh Hà cho biết điều kiện trong trại giam ổn, các bác sĩ đến khám sức khỏe, được ăn uống đầy đủ, không bị đánh đập gì. Sau những ngày bị tạm giam tại nhà tù Telassi, 10 giờ sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương, Minh Béo đã được đưa tới phiên luận tội tại nhà tù trung tâm quận Cam, bang California, Mỹ. Kết thúc phiên luận tội đầu tiên,